Rồi, em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ của anh em ha. Thì hôm nay là thứ hai đây, ngày đầu tuần ha. Thì chúc cho bà con mình có một tuần làm việc thật là nhiều may mắn, gặp nhiều điều may mắn và có thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay quay trở lại với công việc mua bán ô tô cũ của anh em, thì cửa hàng bạn em mới cập nhật thêm một con VEAM đời 2013 ha, VEAM Motor đời 2013 1 tấn 25. Tải của em là 1 tấn 25, còn xuống tải còn đúng 1 tấn nha mọi người. Thì con này mới về bãi luôn. Con này thì đồng sơn rất đẹp ha. Đăng kiểm bảo hiểm mới, đăng kiểm mới nha. Thùng inox, thùng kính nha. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe này để gửi cho anh chị em bà con mình cùng xem và cùng tham khảo nó như thế nào ha. Mọi thông tin chi tiết bà con mình vẫn liên hệ số điện thoại cũ của em nha. Số Zalo cũ 0988 454 318 nha. Con này thì 6 cái lớp là mới luôn, 6 cái lớp rất là vip luôn, máy cực ngon nha. Hiện tại cái bình này nó đã hết rồi, em mới đề thử mà bình để yếu quá không có đề được đó. Đây là phần nội thất của em đó nè. Nội thất thì nói chung cũng còn liên lạc nhé, nó cũng không có gì phải chê, nội thất rất là xịn sò. Giá thì con này bên cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 107 triệu nha đó. Cái này thì nó bị mất cái hộp này, em sẽ gắn cái mới cho mọi người đó. 107 triệu ha, VEAM máy Kia đời 2013, xe còn rất là liền, rất là đẹp luôn ha. Xe màu trắng ha, màu trắng của sự trong trẻo luôn. Xe có cửa hông ha, thì nóc hết luôn nha mọi người. Đây có hai đệ ngủ chưa dậy nè đó, để đây đệ nữa nè. Hai đệ này to khỏe lực lượng. Rồi quay tiếp tục với công việc nè. Ở đây là vỏ lớp rồi, lớp 6 cái lớp mới thay luôn, lớp rất là vip luôn, lớp rất đẹp nha mọi người. Sườn sexy nè. Hôm qua trời mưa to cho nên là nó hơi dơ nha mọi người, văn xình rồi dơ quá đó. Con này thì bên cửa hàng đang chào bán chỉ có 107 triệu thôi nha. 107 triệu sở hữu ngay một con VEAM đời cũng khá là cao, đăng kiểm mới ha, đời 2013 đăng kiểm mới, thùng sàn rất đẹp luôn. Rồi bây giờ em chi tiết cái phần thùng sàn nè, rồi sẽ lên cái phần ghế đà cho anh chị em bà con mình cùng xem cùng tham khảo đó nha. Thùng sàn em nói nè, cái này mà anh chị em bà con mình nó lâu ngày nó đổi màu nha. Cái này mà xiên thì chà ra thì nó sáng sạch sẽ lại ha, tẩy thì là sạch sẽ lại ha. Thùng thì nói chung còn liền ha, không có bị rách nha mọi người, thùng không rách nha. Nói chung cũng còn liền. Đây là phía bên tài phía sau mọi người, vỏ lớp thì rất là đẹp luôn, vỏ lớp rất đẹp ha, vỏ lớp rất là đẹp. Cầu nữa nè, nay em quay cái hướng này nó hơi chói nha, tại vì nắng quá. Hôm nay mấy hôm nay nắng quá mà mới mưa hôm qua nè. Đó. Xe rất là liền, xe rất là đẹp xe ha. Thì cơ sở em nằm trên km 123 nha mọi người. Và cơ sở 2 nằm ở khu du lịch Suối Mơ ha, đối diện khu du lịch Lan Phương luôn đó, bãi của em. Rồi đây là phần bên tài nè, nó gãy này mọi người, gãy nhưng mà mở vẫn ra được ha đó. Bây giờ tiếc là cái bình này nó hơi yếu, mấy nay không có đụng chạm gì tới cái bình, không có sạc bình cho nên là nó không có. Đây, đây là phần tắp bi, tắp lô nè. Nội thất sạch sẽ lắm, liền xe lắm nha. Con này chạy đường dài khá là vô tư luôn. Đó, nó mắc cái lọ hộp đó thì em sẽ làm một miếng mới cho bà con mình cứ yên tâm ha. Đó. Nội thất rất là đẹp luôn, rất là liền xe, rất là sạch sẽ, không có gì phải chê về cái góc độ của con xe này. Giá thì quá tuyệt vời luôn, đời khá là cao, đăng kiểm mới nha. Đó, nội thất sạch sẽ nha, cái da zin nguyên bản ha. Vỏ lớp thì có 5 cái vỏ mới mọi người. Cái vỏ này thì em mới phát hiện nó cũng hơi mòn mòn nè đó. Còn nhiêu là vỏ lớp mới không à. Máy, rồi để bây giờ em sẽ cố gắng mở cái máy lên cho mọi người cùng xem thử như thế nào. Máy thì khô ráo sạch sẽ nha. Đây, máy đây, hên quá. Cái đầu cabin này nó cũng nhẹ một tay mà cũng lên nổi, tại vì cái tay em nó hơi yếu. tay nó hay bị bong găng chặt khớp các kiểu cho nên là nó yếu rồi. Máy thì khá là khô ráo và sạch sẽ nha mọi người. Con này thì nhớt máy em mới vừa thay luôn, nhớt máy mới thay cho nên bà con mình yên tâm nha. Việc hôm nay cũng xe cũng về nhiều rồi nên là công việc cũng khá là nhiều, anh kiểm tới tháng 4 năm 22 lần nha. Bà con nào thực sự nghĩ con xe này cứ alo cho em ha, chốt tọc cọc liền tay trên ngay em nó về với đội của mình nha mọi người. Đây nè, lớp này nó rất là đẹp luôn. Máy móc Kia thì xe này nó cũng giống như Kia thì mọi người, máy nó cũng xịn sò lắm, máy nó cũng rất là đẹp, rất là vip luôn ha. Đó, chả khác nào Kia hết. Rồi em cũng sẽ chuẩn bị kết thúc cái video thôi nha. Em mong bà con mình sẽ phản hồi tích cực và đóng góp ý kiến thêm cho em để cho nó hoàn thiện hơn nha. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc cái video nha mọi người, xin kết thúc cái video nha. Bà con nào thật sự nghĩ con xe này cứ alo cho em nha. Chúc bà con mình có một tuần làm việc thật là tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người.